Yeah, trân trọng kính chào quý tổ con Chúa một lần nữa. Chúng ta rất là vui trở lại với nhau qua lời của Chúa trong hành trình xuyên suốt kinh thánh của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đoạn đọc, đọc ở trong uh, Samuel thứ nhất đoạn số 4. Cầu nguyện xin Chúa dùng lời của Chúa nâng đỡ khích lệ chúng ta và đặc biệt ban chúng ta sự khôn sáng ở trong trong hành trình đức tin này. Để chúng ta biết chọn lựa điều gì tốt lành và điều gì ngay thẳng trước mặt chúa hầu sống đẹp lòng chúa à, xin chúa sử dụng lời của chúa để ban cho chúng ta thấy rõ được ý muốn của chúa à, trong cái um, đời sống đức tin mình hàng ngày một lần nữa tiêu chí đơn giản của chúng ta là chỉ đọc lời chúa rồi um, chúng ta um, chú bày tỏ điều gì nên dừng lại chỗ nào thì Chúa sẽ bày tỏ điều đó hậu đầu phục Chúa Thánh Linh hoàn toàn trong giờ này vì Chúa đồng hành và hướng dẫn chúng ta và soi sáng cho chúng ta trong thì giờ đặc biệt này chúng ta đi cầu nguyện thưa Chúa lòng chúng con sẵn sàng lời Chúa cũng đã được ghi chép lại chúng con bây giờ đọc và suy gẫm tất cả những điều này sẽ trở nên vô nghĩa nếu Thánh Linh của Ngài không đồng hành và soi sáng cho chúng con vì vậy chúng con đau phục thánh linh của Chúa, nguyện Chúa soi dẫn chúng con, chúng ban cho được uh, con được ơn của Chúa trong lúc đọc và lúc suy gẫm và những người uh, quý tôi con Chúa sẽ nghe lại xin Chúa cũng cho tất cả chúng con được nhiệt nhàng ở trong sự sức giàu của Cha cảm ơn Cha rất nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Amen rồi chúng ta đọc uh, trong Samuel thứ nhất đoạn 4 như sau lời của Samuel đến với toàn thể toàn thể Israel lúc bây giờ dân Israel đi ra giao chiến với người Philippines và họ đóng trại gần Eben-Ese còn người Philippines đóng trại tại Afek. người Philippines dàn trận đánh dân Israel lúc giao chiến dân Israel bị người Philippines đánh bại và giết tại chiến trường khoảng 4.000 người dân chúng trở về trại quân. Với các trưởng lão của Israel nói, tại sao ngày nay Jeho Đức Giê-hô-va để chúng ta bị người Philistine đánh bại? Chúng ta hãy thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ Silo đến đây để hòm giao ước ở giữa chúng ta và sẽ giải cứu chúng ta khỏi kẻ khỏi tay các kẻ thù. Wow. Um, ở đây một lần nữa cho chúng ta thấy rằng là sự thất bại giữa dân sự của Chúa trước uh, trước dân Israel trước dân Philippines. nhưng cái điều ở đây là họ không thấy nguyên nhân tại sao họ thất bại uh, bởi vì họ đang ở trong một cái tình trạng bại hoại thuộc linh và không có cái mối quan hệ với Chúa uh, vì vậy cái mối quan hệ cá nhân giữa họ với Chúa không còn nữa và họ ở trong một cái tình trạng một cái giai đoạn phải nói rằng khủng hoảng cho đến nỗi mà những cái chức vụ quan trọng đại diện ở trước mặt Chúa nó cũng không còn là thường khiết nữa và thậm chí lời Chúa cho chúng ta thấy rằng là trong thời điểm này không có lời của Chúa được phán ra và không có khải tượng gì cả rất hiếm à, cho nên à, thay vì nhận thấy được cái điểm sai trật đó của mình thì dân sự và các trưởng lão không nhìn thấy điều đó và đổ thừa rằng tại sao Chúa để cho thất bại như vậy. Cho nên họ bắt đầu họ nghĩ cái cách thay vì ăn năn đầu phục Chúa thì không. Họ nghĩ cái cách để làm sao à, để chiến thắng được kẻ thù. Làm sao để kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa. Ồ, thưa quý vị tại chỗ này cho chúng ta thấy rằng sự giải cứu của Chúa không đến bằng cách của chúng ta chúng ta nên nhớ điều đó vấn đề nào đối với Chúa Chúa cũng giải quyết cho chúng ta được cuộc đời nào hoàn cảnh nào Chúa cũng giải cứu chúng ta được nhưng Chúa giải cứu chúng ta không phải bằng cách của chúng ta nhưng Chúa giải cứu chúng ta ở trong cái cách của Chúa Chúa giải cứu chúng ta khi chúng ta thật sự đau phục Chúa. Chứ không phải Chúa giải cứu chúng ta khi chúng ta tìm cách mang Chúa vào cuộc đời của mình. Mang cái gì đó của Chúa. Nên mình mình cầu nguyện xin Chúa nhé cho, Chúa cho mình nhớ điểm này. Đầu phục Chúa với với lại tìm cách mang Chúa vào trong đời sống của mình theo cách của mình đó. Hoàn toàn khác nhau mình có thể đầu phục Chúa và mời Chúa ngự vào đời sống của chúng ta và leo lại cuộc đời của chúng ta ở trong cách của Chúa chứ mình không thể nào mình uh, mời Chúa vào trong cuộc đời của mình, mình đem Chúa vào trong cuộc sống của mình bằng cách của mình và điều khiển cách uh, điều khiển Chúa làm thế nào để giải cứu mình. Cái đó là cái sai trật của chúng ta và cái đó ai trong chúng ta dường như cũng đối diện. Mình mang Chúa vào trong cuộc đời của mình, trong cách của mình và muốn Chúa làm việc nọ, việc kia ở trong cái cái điều mình muốn. Nhưng mình không có thật sự biết rằng mình cần phải làm điều gì để giữ mình ngay thẳng với Chúa ở trong cái mối liên hệ với Ngài à chỗ này cho chúng ta thấy họ làm gì họ tìm cách để đem hòm giao ước. Thay vì à ăn năn, thay vì sửa lại đường lối đời sống thì không. Họ lại tìm cách để đem hòm giao ước à vào trại quân của họ. Rồi câu 4. Vậy dân chúng sai người đến Silo, từ đó họ thỉnh hòm giao ước, Đức giê và vạn quân là đấng ở giữa các cherubim. Hai con trai thệ của Heli là Hophni và Phinea đi theo hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy đó, giải quyết cái bế tắc của mình bằng cách của mình nhưng lại sử dụng Chúa để làm, đó là lạm dụng Chúa. Lạm dụng tình thương, lạm dụng sự nhân từ, lạm dụng sự chịu đựng, lạm dụng sự chờ đợi của Chúa. Xin Chúa cứu chúng ta. Ở đây mình thấy họ làm gì có cả hai con trai của Heli là Ni và Phinea đi theo. Đi theo hòm giáo ước. Hai cuộc đời này xứng đáng để đứng cái bên cạnh hòm giáo ước không? Không. Đúng là một cái tình trạng quá tệ hại. Chúa chỗ này mà nếu Chúa yên lặng chứ nếu Chúa mà không yên lặng là hắn nó đùng ra chết ngắt hiện tại chỗ rồi. Câu số 5. Khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào trại quân toàn thể Israel đều reo hò vang dội, đến nỗi đất phải rúng động, nghe tiếng reo hò ấy, người Philippines hỏi tiếng reo hò vang dội trong trại quân Israel Hebrew bên kia có nghĩa gì? khi biết rằng hòm giao ước của Đức Jehova đã đến trong trại quân thì Philatine sợ hãi vì họ nói một vị thần đã đến trong trại quân rồi họ kêu lên khốn nạn cho chúng ta thay vì trước đây chưa bao giờ có việc như thế xảy ra khốn nạn cho chúng ta thay ai sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay các thần quyền năng này đây là thần đã từng trừng phạt người Ai cập đủ các thứ tai họa ở trong Sam mạc. Ờ, oh, mình đọc tới đây mình mình thấy rõ ràng đến nỗi dân ngoại người ngoại họ cũng sợ người ngoại họ cũng sợ khi nói đến hòm giáo ước của Đức Chúa Trời khi đến hòm giáo ước của Đức Jehovah người ngoại họ cũng sợ nhưng thưa quý vị người ngoại sợ là chuyện bình thường này nhưng mà dân sự của chúa ở đây không đáng sợ là bởi vì họ làm theo cách của họ giữa mối liên hệ giữa họ với chúa không có và họ làm mọi sự trong cách của họ cho dù dân ngoại họ có sợ đi nữa thì chúa cũng chẳng làm được gì nhưng dù cho dù quá khứ nó như thế nào đi nữa chúa đã làm việc lớn ở giữa vòng dân sự của chúa như thế nào đi nữa nhưng tại lúc này thời điểm này hiện tại này dân sự của chúa với chúa không có mối liên hệ đúng đắn cho nên dầu có thỉnh hồn giao ước của Chúa vào trong trại quân dầu có la hét cách nào đi nữa thì tất cả những điều đó cũng chỉ vô nghĩa mà thôi chỉ khiến cho dân ngoại họ nhận biết à Chúa như vậy Chúa như vậy nhưng mà họ không sợ mặc dù họ nói ở đây là gì khốn nạn cho họ khốn nạn thay cho chúng ta khốn nạn thay cho chúng ta ai sẽ giải cứu chúng ta người ngoài họ chỉ nghe và họ biết của quá khứ là vậy nhưng cái hiện tại này là gì mình đọc tiếp rồi mình rút ra những cái bài học sâu sắc cho mình cái hiện tại là người 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 Palestine họ nói gì hỡi người Palestine hãy can đảm lên hãy tỏ ra là nam nhi nếu không anh em sẽ trở thành nô lệ cho người Hebrew như họ đã từng làm nô lệ cho anh em hãy tỏ ra là nam nhi và chiến đấu đi à ở tại chỗ này họ không họ, họ, họ sợ của quá khứ nhưng họ hiểu được một chuyện nếu quá khứ như vậy mà bây giờ mình không đứng dậy để mình tự bà binh vực và 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 chiến đấu cho mình thì mình sẽ trở nên nô lệ như những người này họ đã nô lệ cho mình. Họ kêu gọi những người Philippines này đứng dậy giảng dĩ mạnh mẽ chiến đấu. Rồi người Philippines làm gì? Người Philippines chiến đấu và dân Israel và đánh bại và dân Israel bị đánh bại mỗi người chạy trốn về trại mình. Ghê chưa? Mỗi người chạy trốn về trại mình. Đó là một thảm bại. Có 30.000 bộ binh Israel bị ngã chết. Hồn giao ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt. Còn hai con trai của thầy tế lễ Heli là Hopni và Phenia đều chết. Một thảm họa. Một thảm họa lạm dụng danh của Chúa, lạm dụng hòm giao ước của Chúa và sử dụng nó trong cách của mình. Một thảm họa. Mặc dầu dân ngoại họ nghe tới là họ sợ. Nhưng mà đó chỉ là quá khứ thôi. Hiện tại nó như thế nào? Ngay cả hiện tại có hồn giao ước giữa trại quân giàu cho hò hét vang dội đi nữa thì tất cả những điều đó chỉ là những tiếng động mà thôi. Chỉ là những cái noise mà thôi, những cái tiếng mà thôi không có ý nghĩa, không có sức mạnh, không có năng lực, không có quyền năng. Mình đừng nghĩ rằng mình đi nhà thờ, mình đừng nghĩ là mình đọc kinh thánh, mình đừng nghĩ là mình cầu nguyện, mình đừng nghĩ mình làm điều nọ, điều kia. Có nghĩa là mình đang có mối liên hệ mật thiết với Chúa, chưa chắc. Hãy xem lại thật sự ngay bây giờ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa, nó có thật sự là mối liên hệ hay không? hay là nó chỉ là một hình thức giả tạo. Cho nên mình cầu xin Chúa thương xót. Ở đây dân sự của Chúa mất cả trì lặng chạy. Một thảm họa, một thảm bại cho họ. Mất ba chục nghìn người, ba chục bộ binh. Trước đó có bốn nghìn thôi. Bây giờ mất tới ba chục nghìn. Ngã chết nhưng mà cái đẩy đau hơn hết. Là hồn giáo ước bị người ta lấy đi luôn. ông là một sự sỉ nhục, đó là một sự thảm bại. À, không những thế, hai con, hai ông thầy tế lễ của dân Israel cũng bị điều chết luôn. Hãy cầu xin Chúa thương xót đến chúng ta. Đừng dẫn chơi, đừng dẫn chơi với sự yên lặng của Đức Chúa Trời. Quý vị và tôi nên nhớ khi một người yên lặng Đừng dễ ngươi với họ Trước đó nhiều cơ hội lắm Nhưng đừng để cho tới cái lúc yên lặng Cái lúc mà con người yên lặng là lúc đó kinh hoàng Họ đã có quyết định của họ rồi Để thay đổi được cái sự yên lặng đó Không phải dễ Thưa quý vị, khi Chúa yên lặng, đừng dễ 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 ngơi với Chúa, đừng giỡn chơi với Chúa, đừng xem thường sự yên lặng đó và đừng lạm dụng sự yên lặng đó. Một mai, một khi chúng ta đi đến một cái giai đoạn nào đó, mình sẽ thấy một thảm bại ở trên đời sống của chúng ta. Ngày hôm nay mình phạm tội, Chúa không nói gì đâu. Mình có thể giấu được người này, giấu được người kia. Mình có thể làm được chuyện này, làm được chuyện kia không ai biết. Nhưng thưa quý vị, không phải mình đang ở trong cái chỗ yên lặng không ai biết gì hết, không có nghĩa rằng là không ai biết gì hết. Đừng coi thường. Sẽ đến một lúc nào đó cái sự yên lặng đó nó bể ra rồi đó thì thưa quý vị chỉ có thảm bại mà thôi. Mất hết. Kể hòm giáo ước cũng mất luôn. Thầy tế lễ đại diện cho dân sự của Chúa cũng chết luôn. Đó là cách mà chúng ta lạm dụng sự yên lặng của Chúa. Đó là cách chúng ta lạm dụng danh của Chúa, lạm dụng chính mình Chúa để thực hiện trong cách của mình. Chấm dứt ngay những cái việc như vậy ở trong đời sống tâm linh của chúng ta ngày hôm nay. Để hầu chúng ta không đối diện với cái thảm như thế này. Tiếp tục ở trong câu 12. Trong ngày đó, một người Benjamin thoát từ chiến trường về đến Silo. Quần áo rách rưới đầu đầy bụi đất. Người đến trong lúc Haley đang ngồi trên ghế bên đường bồn chồn trong tin vì lòng ông đang lo lắng về hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Khi người ấy vào thông báo tin thì cả thành đều kêu gào lên, nghe tiếng kêu la Heli hỏi tiếng ồn ào này là gì vậy? Người đó vội vàng đến báo tin cho Heli, bây giờ Heli 98 tuổi, mắt ông đã mù không còn không thể thấy được Người đó nói với Haley hôm nay con đã trốn thoát từ trận địa và từ chiến trường về đây. Haley hỏi con ơi điều gì đã xảy ra? Người đưa tin trả lời Israel đã chạy trốn trước mặt người Philippines. Dân ta bị đánh bại nặng nề. Hai con trai của ông là Hophni và Phinea đều đã đều chết. Điều đã chết và hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã bị chiếm đoạt. Người ấy vừa nói đến hòm giao ước của Đức Chúa Trời thì Eli trên ghế từ trên ghế đặt bên cổng ngã ngửa xuống gãy cổ và chết vì ông đã già mà lại nặng nề ông làm quan sát cho Israel trong 40 năm Thưa quý vị một con người làm quan xét trong vòng 40 năm đã cộng với những cái sự bại hoại của các quan xét trước đó để rồi tạo nên một cái sự thảm bại kinh hoàng ở giữa dân sự của Chúa. Và đặc biệt chính ông cũng chết một cách thê thảm. Động 3 chúng ta đã đọc mình biết được cái kết cuộc của Haley và nhà của ông sẽ như thế nào mình biết được điều đó và rõ ràng ở tại đây chứng minh một lần nữa tất cả những điều đó xảy ra bởi vì họ không trở lại ăn năn và quay trở lại nhưng họ làm mà sống ở trong cái cách của họ và dân sự của Chúa cũng y như vậy và cuối cùng lại một bài hỏi một sự bại hoại đã đầy dạy ở giữa dân sự của Ngài. Một cái mà tôi nhìn thấy ở tại chỗ này đó là những đoạn trước mình đọc và tại đây mình đọc, đọc mình thấy đó. Là ông Haley thường ngồi chỉ ghế ngay cổng đền thờ. Một người, một người nặng nề có nghĩa là bự con mập mạc những thầy tế lễ mình nặng nề một quan sát nặng nề không biết không làm công việc không cai trị đúng ăn rồi chỉ có ngồi đó để rồi cả một cái thân thể nặng nề không những thế con cái cũng hư và đã dẫn đến một cái hậu quả thảm bại cho nên cầu nguyện xin Chúa thương đến chúng ta để chúng ta bước ra khỏi và nhìn nhận thấy được cái yếu đuối của mình ở trong cuộc sống. Và đối diện với những điều đó một cách thực tế. Ở đây mới có mới kể sơ sơ về hai đứa con và hòm giao ước. Và bắt đầu tới nên con dâu thì sao lúc bây giờ con 19 nè. Lúc ấy con dâu của ông là vợ của Phinea đang có thai gần đến ngày sinh nở nàng nghe tin hòm gia ước của đức chúa trời bị chiếm đoạt và hay tin cha chồng và chồng mình đều đã chết thì thình lình cơn đau thình lình lên, lên cơn đau gặp người xuống và sanh con lúc nàng sắp chết người đàn bà những người đàn bà có mặt tại đó nói đừng sợ vì chị đã sinh một con trai nhưng nàng không trả lời không quan tâm đến nàng đặt tên cho đứa trẻ là y e. ca bốc vì nàng nói vinh quang đã lìa khỏi Israel. Nàng ngụ ý về việc hòm giao ước của Đức Chúa Trời và sự chết của cha chồng mình. Nàng lại nói vinh quang đã lìa khỏi Israel vì hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã bị chiếm đoạt. Sự hiện một khi sự hiện diện của Chúa bị chiếm đoạt rồi thì sự vinh quang nó không còn ở giữa chúng ta nữa chúng ta có thể có một cái đạo tin lành, một tôn giáo tin lành, nhưng khi sự vinh quang của Chúa nó không còn bởi vì một đời sống bất khiết của mình, đời sống không có à, tinh kính của mình đã để làm cho sự hiện diện của Chúa và vinh quang của Chúa, sự hiện diện của Chúa tức là sự vinh quang của Ngài không còn ở giữa chúng ta nữa. Và một khi điều đó xảy ra thì chúng ta, chúng ta chỉ biết sống trong sự hổ nhục mà thôi. Đúng cái cầu nguyện xin Chúa tha tội cho chúng ta, nâng đỡ chúng ta ở trong những ngày chúng ta bước đi bước đi ở trong Chúa trong cái hành trình đức tin của chúng ta. Một trong những điều chúng ta sở hữu sự hiện diện của Chúa đó là ăn năn và sửa lại tất cả những lỗi lầm của mình, những bất khiết từ thầm kín cho đến công khai. Khi chúng ta công khai sửa lại những điều chúng ta cần sửa, sự, sự vinh quang của Chúa, sự hiện diện của Chúa không rời khỏi chúng ta đâu. Nhưng nếu chúng ta có một đời sống tiếp tục làm theo, tiếp tục làm theo cái cách của mình sử dụng Chúa trong cái cách của mình. Chúng ta sẽ đối diện với một thảm họa, thảm bại trong đời sống của mình. Câu sự Chúa nâng đỡ chúng ta. Và đặc biệt cái thảm bại này nó không đơn giản ở một khía cạnh nhưng mà cái thảm bại này là một sự thảm bại toàn diện. Cho nên khi Chúa còn yên lặng trước những lỗi lầm của mình, trước một nếp sống không tin kính hiện như hiện tại của mình, thì dừng lại. Đừng tiếp tục lạm dụng nó nữa. Nếu chúng ta tiếp tục lạm dụng nó, không sớm thì muộn chính chúng ta sẽ đối diện với sự thảm bại đó và tất cả những gì liên hệ đến chúng ta cũng sẽ phải đối diện với sự thảm bại đó. Đừng coi thường sự yên lặng của Chúa. Trước một đời sống bất khiết của mình, Chúng ta đọc lại rồi mình cầu nguyện. Lời của Samuel đối với toàn thể Israel. Lúc bây giờ Israel ra, đi ra giao chiến với người Philippines và họ đóng trại gần Ebenezer. Còn Philippines đóng trại tại Afet. Người Philippines dàn trận đánh dân Israel. Lúc giao chiến dân Israel bị người Philippines đánh bại và giết tại chiến trường khoảng 4.000 người khi dân trở về trại quân. Khi dân chúng trở về trại quân, các trưởng lão Israel nói: "Tại sao ngày nay Đức Giê-hô-va để chúng ta bị người Philippines đánh bại? Hãy thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ Silo đến đây để hòm giao ước ở giữa chúng ta và sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay các kẻ thù." Vậy dân chúng sai người đến Silo, từ đó họ thỉnh hòm giao ước của Đức giê hô vạn quân. Là đắng ngự giữa các Cherubim, hai con trai của Eli là Hopni và Phinea theo đi theo hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào trại quân, toàn thể Israel đều reo hò vang dội đến nỗi đất phải rúng động. Nghe tiếng reo hỏi người Philippines hỏi, tiếng họ reo hò vang dội trong trại quân Bebera có nghĩa gì? Khi biết rằng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đã đến trong trại quân thì người Philippines sợ hãi vì họ nói rằng một vị thần đã đến trong trại quân. Rồi họ kêu lên khốn nạn cho chúng ta thay vì trước đây chưa bao giờ có việc như thế đã xảy ra khốn nạn cho chúng ta thay ai sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay các thần quyền năng ấy đây là các thần đã trừng phạt người ai cập bằng đủ thứ tai họa trong hoàng mạc người philippines hỡi người philippines hãy can đảm lên hãy tỏ ra là nam nhi nếu không anh em sẽ trở nên trở thành nô lệ cho người Hebrew như họ đã từng là nô lệ cho anh em. Hãy tỏ ra là nam nhi và chiến đấu đi. Người Philippines chiến đấu và Israel bị đánh bại. Mỗi người chạy trốn về trại mình. Đó là một thảm bại có 30.000 người bộ binh Israel bị ngã chết. Hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt. Còn hai con trai Heli là Hophni và Phinea đều chết. Cũng trong ngày ấy, có một người Benjamin chạy thoát từ chiến trường về đến Silo, quần áo rách rưới đầu đầy bụi đất. Người ấy đến trong lúc Eli đang ngồi trên ghế ở bên đường, bồn chồn trong tin vì lòng ông lo lắng về hòm giáo ước của Đức Chúa Trời. Khi người ấy vào thành báo tin thì cả thành đều kêu la lên. Nghe tiếng kêu la Helly hỏi, tiếng ồn ào này là gì vậy? Người đó vội vàng đến báo tin cho Helly. Bây giờ Helly đã 98 tuổi, mắt ông đã mù, ông không thể thấy được. Người nói, người đó nói với Haley hôm nay con đã thoát khỏi từ địa phận từ trận địa và từ chiến trường về đây. Haley hỏi con ơi có điều gì đã xảy ra? Người đưa tin trả lời Israel đã chạy trốn trước mặt dân Philippines, dân ta bị đánh bại nặng nề. Hai con trai của ông là Hophni và Phinea đều đã chết và hồn giao ước của Đức Chúa Trời bị chim đỏ. Người ấy vừa nói đến hồn giao ước của Đức Chúa Trời thì Heli từ trên ghế đặt bên cổng ngã ngửa xuống gãy cổ và chết vì ông đã già yếu mà lại nặng nề ông đã làm quan xét cho Israel trong 40 năm lúc ấy con dâu của ông là con dâu của ông là vợ của Phinea Phine, đang có thai gần ngày sinh khi nàng nghe đến tin hồn giáo ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt và hay rằng cha chồng và chồng mình đều đã chết thì thình lình lên cơn đau hoặc người xuống và sinh con lúc ấy nàng sắp chết lúc nàng sắp chết những người đàn bà có mặt tại đó nói đừng sợ vì chị đã sinh một được một con trai nhưng nàng không quan không trả lời và cũng không quan tâm đến nàng đặt tên cho đứa trẻ là Icabol vì nàng nói vinh quang của vinh quang đã lìa khỏi Israel nàng ngụ ý về việc mất hòm giao ước của Đức Chúa trời và về sự chết của cha chồng và chồng mình nàng lại tiếp vinh quang đã lìa khỏi Israel vì hòm giao ước của Đức Chúa trời đã bị chiếm đoạt Lạy Chúa chúng con cầu nguyện xin Chúa thương xót chúng con. Chúng con đọc xong Samuel nhất tổng 4. Một câu chuyện thảm thương. Nhưng con tin rằng không có điều gì nằm ở ngoài chương trình của Ngài. Và điều Chúa ban cho chúng con ấy là một kế hoạch của sự bình an và khôn ngoan đầy hy vọng. Chứ không phải một tương lai đầy thất vọng và nghiệt ngã thất bại như dân sự của Chúa tại đây. Chúa ơi con cầu nguyện xin Chúa dùng điều này để giải cứu chúng con ra khỏi những cái ngày tâm tối của mình. Nguyện Chúa cho chúng con sửa lại mọi việc cần sửa trước khi sự yên lặng của Chúa không còn nữa. Sự kiên nhẫn của Chúa không còn nữa, sự chịu đựng của Chúa không còn nữa. Nguyện Chúa cho chúng con bước ra khỏi cái giai đoạn yên lặng đó. Cảm ơn cha rất là nhiều Còn dân phó tất cả chúng con ở Trong sự thương xót, trong sự thăm viếng Trong sự dẫn dắt, trong sự dạy dỗ của cha Và con cầu nguyện cùng cha Bao nhiêu lời trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Amen Cảm ơn tất cả quý tổ con chúa rất là nhiều Tôi kinh hẹn quý vị lại vào à, Đoạn thứ năm